Lúc này là hai mẹ con Cherry với Mommy Cherry lại ở cổng trời để chụp hình nè mọi người. Chụp xong chỗ này rồi lên lên núi á. Chụp lên cổng trời Mũi Linh Phong á mọi người. Rồi lên núi chụp cháy da luôn. Lên Mũi Linh Phong á mọi người. Chụp lên núi nữa, chụp cháy da luôn. Gió cũng nhiều, nắng cũng cháy da luôn mọi người. Mà mọi người cứ chụp. Và tại đẹp quá mà mọi người ơi. Chỗ nào cũng đẹp hết trơn á. Góc nào cũng đẹp luôn. Quá trời chụp cháy máy luôn. Rồi mà vẫn còn chỗ đẹp, vẫn còn chụp. Rồi cháy rồi nóng máy luôn rồi mới nghỉ đó nha mọi người. Chị với cả nhà chụp xong rồi cà phê Highland rồi nghỉ mệt chút rồi mới đi uống cà phê Highland rồi nghỉ mệt chút lên nhà nghỉ mệt chút nữa rồi mới đi xuống biển tắm đó nha mọi người. Và đây là hành trình ngày thứ hai của Cherry tan. Dù nắng cháy da luôn mọi người mà cảnh đẹp quá, không thua gì thành phố trơn á. Nắng không thua gì Sài Gòn luôn á mọi người. Nhưng Cherry vẫn mê nha mọi người. Mê chữ E kéo dài luôn mọi người ơi. Tại vì á mọi người, tại chỗ này quá đẹp luôn. Biển và núi, Cherry thích thiên nhiên lắm. Cho nên Cherry thiên nhiên thật là kỳ diệu. Và Cherry rất là thích thiên nhiên luôn. Mà cảnh còn đẹp nữa. Ai bỏ lỡ được cái này thì hãy coi video Cherry nhé. Thank you.